hôm nay mình sẽ tỉa cây ăn trái ha các bạn. Hôm nay mình đợi mấy ngày nắng này lâu lắm rồi nó mới nắng lên được ha các bạn. Giờ mình tỉa nặng cho nó ngủ đông, mình tỉa cho nó gọn nhánh lại. Mấy cái cây này tỉa mấy cái nhánh nào mà nó đi lên thẳng đứng lên nha các bạn, tại vì mấy cây đó nó mấy cái nhánh đó nó che nắng hết rồi. Mấy cái nhánh nào mà nó bẹt ra ngoài thì mình để, tại vì nó bẹt ra ngoài cái nó có nắng nó bị có bông, còn mấy cái nào mà thẳng đứng lên mình cắt mình bỏ. Chắc là sau tháng 3 năm tới cái nó ấm cái đó, nó nhảy ra cái đọt mới. Cây này năm rồi nó ít trái, mình cắt mình tỉa bỏ bớt nhánh, lần năm sau ra tới năm rồi không ra một trái luôn các bạn, nó lười ra trái luôn. Mình hâm nó, mình hôm nay không ra trái, mình chặt nó dục á, phải thử coi năm sau nó có ra trái không. Lười biếng quá à, không chịu ra trái. Ok, đã xong một cây hả các bạn? Cây, đây, cây tỉa rồi, cây rồi. Cây này tỉa xong rồi đúng không? Không biết em có đụng tới. Xong rồi ghép làm gì? Một cây nữa. Cây. Bây giờ sang cái cây này. Cốt nắng quá. Tỉa rồi gọn gàng lên liền ha các bạn ha. Đây là cây cây kế bên, đây là cây pear này ăn rất là ngon. À, còn loại trái này các bạn. Còn sót trái nè. Hái luôn đi. Cái này ăn rất là giòn đó các bạn. Cái chính này nó ngon hơn cái cây kia, trái này nó giòn mà nó ngọt. Chín rồi, hôm nay không thấy nó chín rồi. Nó ngọt mà nó ngọt ngọt như đường. Ngọt thanh lắm. Ngọt ngay luôn đó. Mấy cái đọt non này mới cắt bỏ nè, mấy đọt nó không có ra trái. Cái nhánh cũ mà 2 năm
trước còn như là bồng cho cái. Mấy cái nhánh nào mà nó lên thẳng đứng mình cắt mình bỏ. Chỉ cần giữ mấy cái nhánh là nó nằm nó bẹt ra ngoài, nó có ánh sáng thì có trái. Cây này mới 2 năm tuổi. Năm này đến năm thứ 2. Mình trồng cây mình không có thích để có cái tàn lớn, mình cho cái gốc nó lớn, nhánh ít ít thôi, cho trái nhiều. Tàn lớn của nó lo nó ra tàn không, nó không lo ra bông ra trái. Thêm được cây nữa ha các bạn, cây này dáng nhỏ chắc mẹ trái yếu vậy dưới đất đâm trái. Rồi được rồi, cắt quá thôi, hết luôn. Để đi cái đó, để đi. Được coi, tốt rồi. Ai. Thôi được rồi, xỉu quá rồi hết. Xong thì một cây phe nữa. Thì là mấy cái cây nó nằm nó đứng ở trên nó che nắng hết rồi. Bỏ. Mấy cái nhánh non. Mấy cái nhánh nó bẹt ra ngoài nó lấy nắng được á, nó có trái đâu bị sâu nè. Cắt bỏ không đi, sao cầm chi? Không có bữa nó cũng mà. Dài bữa nữa. Rồi qua cái hồng cũng đi. Cái hồng này mùa trước trái quá trời luôn các bạn, mà mình ăn không kịp nó lạnh xuống ấy, mình hái. Mình không biết năm đầu tiên mình không biết, mình không có hái đem vô các bạn. Nó già mình hái đem vô tự động nó cũng chín mình. Để ngoài cái nó bị đông đá rồi, cái mình hái đem vô cái nó bị sượng rồi, nó không có chín nổi. Trái thiệt là nhiều năm nay nó giận quá, nó không ra trái nữa luôn. Cái này là cây hồng giòn á. Hồng giòn thứ của Mỹ, ở bên Mỹ trồng là cây này trái dữ lắm. Tại vì nó ấm hơn. Thì bởi vậy mình không có cắt đỏ nhánh đó đi, cao lắm, cắt ngang cho cái chổi nó luôn đi. Muốn cây nó lên cao. Cây này coi vậy, càng lên lớn. Tàn lớn dữ lắm. Cắt những cái nhỏ thôi, cầm cái nhỏ nó gọn. À biểu mày lựa cho mày không thèm ra trái, tao cắt tỉa mày hết rồi tao mày ra không. Rồi mày không ra nó chặt dục luôn. Mình hâm nó vậy rồi nó có sợ không?
Năm rồi trái cái thương đó, trái quá trời trái luôn đó các bạn. Tỉa chừa lại mấy cái nhánh lớn. Được chưa? Còn cây nhỏ bên đây chắc khỏi tỉa hả? Nhỏ này có gì đâu tỉa. Mới trầm xuống. Nhỏ chắc giờ cái nó cái mùa khi mà qua mùa đông cái nắng ở đây nó trước nó rội vô nó hưởng nắng nhiều cho nên nó trái ngon hơn. Cắt cái dây nó bỏ không đi, không đi đứng mình đó không cắt. Cái dây ấy đó luôn đi. Cắt lại đâm vô tay. Cắt cho lọt xuống đó đi. Coi chừng hút. Này dữ lắm. Nay trời nắng không có gió, nắng đẹp dễ sợ. Hôm nay trông dữ lắm mới gặp được nắng, hai bên năm mưa dầm về luôn các bạn ơi, nay mới thấy được nắng lên. Thôi có gió nhẹ thôi, cái quạt của mình nó quạt nè các bạn. Tranh thủ mình dọn dẹp nhà vườn để mình chuẩn bị đón mùa đông tới. Đây là cái cây nhỏ xinh của mình, mình hái hái hết trái rồi. Và đây là cái cây hồng mình tỉa đã sắp xong, không chưa? Đây, còn lại dư âm là một đống rác. Bây giờ mình phải đi dọn rác này các bạn ơi. Và còn phần cỏ này là ông xã mình phải cắt rồi. Dài quá hả các bạn. Mưa xuống cỏ nó mau phát lắm. Mới cắt là tuần trước rồi. Thoang thoảng là một cái bồn hoa của mình. Còn đớt đát lại dài. Cái bông mà thực dược xanh học đỏ và vàng nè các bạn. Nó cũng còn lên đốm đốm. Mấy cái khác thì nó lạnh nó sụm hết rồi. Đây mình đón nắng đây, nắng muộn đây. Cái hồng giòn này mình đã tỉa xong các bạn. Không giờ thấy nó gọn gàng lại không? Như mấy cái nhánh nào mà nó lên đứng á mình cắt mình bỏ hết. Tại vì mấy cái nhánh đó nó che nắng hết rồi, nó che nắng cho mấy cái nha. Mình giữ mấy cái nhánh mà nó bẹt ra mấy ngoài thôi. Nó bẹt ra ngoài cái nó hưởng thua nắng nhiều á cho nên nó sẽ mạnh hơn và nó thoáng hơn, nó sẽ cho mình ra trái. Còn mấy nhánh nào mà thẳng đứng mình cắt bỏ hết, tại vì mấy cái nhánh đó nó khuất nó
Vậy hả, tại với lại mình không có muốn nó vượt thẳng lên cao á, mình muốn cho nó xè ra mấy bên hông, cho nên mấy cái nhánh nào mà thẳng đứng mình cắt mình bỏ hết, nuôi thân cho mấy cái nhánh mà nó đi tẹt ra ngoài. Với lại mình giữ như vậy hoài cho nên cái cây của mình nó không có lên cao, nhưng nó chỉ bè ra ngoài thôi, bè ra ngoài nó hưởng thụ, nó hưởng ánh sáng nhiều á, cho nên nó sẽ ra tán nhiều hơn khi mà cây nó lên cao hơn. Hy vọng là năm sau mình sẽ được kết quả tốt hơn, năm nay thì không được tốt mấy. Thấy không các bạn, thấy không, cái cây của mình á, bên trong mình các bạn thấy cái bề ngang của nó không, nó chỉ có nằm có cái có nằm dập đép à, nó không có tròn. Tại mình giữ cho nó nằm một mặt vậy nó hưởng thụ ánh sáng. Cây này là cây lê màu nâu của mình, trái màu nâu. Trong tương lai mình muốn ghép mấy cây này mà nó lên ra nhiều loại trái lê ra cùng một cây các bạn. Mình sẽ ghép từ từ, năm ngoái mình có ghép rồi nhưng mà nó không có được kết quả. Nên năm tới là mình sẽ thử lại nữa. Chỉ có cây này thôi, cây này mà mình ghép nó lên được một nhánh thôi, nhánh này nó sống nè. Thấy không? Cây này là cái cây lê màu nâu á, trái màu nâu, còn cây này là màu xanh, cho nên cây này mình được hai loại trái, trái nâu trái xanh nó cùng một cây. Cây này thì mình không thích mấy cho nên mình muốn ghép mấy cái loại trái khác vô cái thân cây này, hy vọng là mình đạt được kết quả. Ok vậy thôi, bữa nay mình chỉ tỉa mấy cái cây ăn trái, hai cây lê của mình với cây hồng giò. Chơi xem nào, coi nó có kết quả tốt hơn không. Ok, chào các bạn nha.